sau khi khai tử Avalon từ năm ngoái, Toyota Bắc Mỹ đã khỏa lấp khoảng trống bằng Crown 2023, dù mẫu xe này có thiết kế pha trộn giữa sedan và SUV. Hiện tại, website của Toyota Bắc Mỹ đã có phép tùy chọn phiên bản và trang bị, đồng thời bổ sung giá bán để người dùng dễ dàng tham khảo. Giá khởi điểm của Toyota Crown 2023 rơi vào mức 939 triệu cho bản XLE, bản trung cấp có tên Limited, giá khởi điểm 1 tỷ lẻ 71 triệu bản cao nhất đội hình có tên Platinum, giá khởi điểm 1 tỷ 231 triệu, mức giá ngang hàng nhiều mẫu xe sang như Mercedes-Benz Class khởi điểm 1 tỷ 223 triệu. Cùng với đó, hãng xe Nhật cung cấp khá nhiều tùy chọn, như đèn gắn thêm cửa tốn thêm 8 triệu mốt, đèn chiếu xuống mặt đất tại cửa trước tốn 3 triệu 8, chắn bùn tốn thêm 3 triệu rưỡi hay phim bảo vệ capo nắp gương tốn thêm 10 triệu. Một số trang bị khác trên Toyota Crown 2023 có thể kể đến thảm trải sàn dễ vệ sinh thảm trải cốp, bộ sơ cứu trên xe hay lưới chẳng cho khoang hành lý sau. Phiên bản đắt nhất, đầy đủ trang bị nhất hiện tại của Toyota Crown 2023 có giá 1 tỷ 329 triệu, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Chiếc xe sở hữu trung ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota tương tự dòng BZ4X, với lưới tản nhiệt to bản, cụm đèn pha led, đèn viền ban ngày dạng mỏng. Tại Mỹ, Toyota Crown sẽ là cái tên thay thế cho Toyota Avalon. Giải đèn hậu công nghệ LED được bố trí kéo dài theo chiều rộng thân xe. Kích thước của Crown đạt mức dài 4 928 mm, rộng 1839 mm, cao 1539 mm, chiều dài cơ sở 2850 mm, khoảng sáng gầm 145 mm. Tổng thể chiếc xe ngắn và hẹp hơn mẫu Avalon, trục cơ sở ngắn hơn 20 mm. Nếu so với Toyota Crown thế hệ thứ 15, mẫu xe mới dài hơn 20 mm, rộng hơn 40 mm, cao hơn 75 mm và trục cơ sở ngắn hơn 70 mm. Bên trong nội thất xe được trang bị đồng hồ đo dạng kỹ thuật số 12.3 in và màn hình giải trí 12.3 in đặt, nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh cao cấp JBL với 11 loa và một loa siêu trầm, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế cho chức năng sưởi và thông hơi, camera 360 độ. Toyota Crown có hai tùy chọn động cơ, đều ở dạng hybrid nhưng khác biệt ở mức hiệu suất và tiêu hao nhiên liệu bao gồm bản 2.4 Turbo Hybrid Max với động cơ xăng 4 xi lanh 2.4 tăng áp, công suất 272 mã lực và mô men xoắn cực đại 460 Nm kết hợp cùng hai mô tơ điện cho tổng công suất 349 mã lực. Động cơ này đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 6 cấp, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt 6 lít cho 100 km. Biến thể động cơ thứ hai là 2.5 series parallel hybrid, bao gồm động cơ xăng 4 xi lanh 2.5 lít công suất 186 mã lực, và mô men xoắn 221 Nm. Động cơ này kết hợp với hai motor điện, cho tổng công suất 234 mã lực. Hộp số là dạng ECVT, hệ dẫn động 4 bánh. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của bản này là 4 lít cho 100 km. Về mặt an toàn, Toyota Crown 2023 được trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0, bao gồm cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, đèn pha tự động, cảnh báo va chạm phát hiện chứng ngại vật cảnh báo trạch làn đường Xe.